Rồi, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đồ chơi mới bên mình. Thì mình vừa mới nhập về cái hệ thống này, thì mình rất là thích cái hệ thống này. Thì đây là hệ thống karaoke mini với cái cấu hình cực kỳ gọn luôn các bạn ha. Thì mình phải nói là nó rất là gọn luôn. Đây, thì mình sẽ show cho các bạn thấy luôn. Đây là cái loa của nó. Nào, các bạn thấy trên tay mình đây. Rồi đây là cái hệ thống karaoke mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây hệ thống karaoke thông minh ha các bạn. Thì nó khá là nhỏ gọn dành cho những cái không gian nào mà nhỏ và có cái thiết kế sang trọng ha. Chúng ta không muốn cái loa mình nó gắn lên tường, nó làm thay đổi cái kết cấu nội thất của mình. Đó, thì cái loa nó rất là nhỏ các bạn, rất là đẹp và chuyên nghiệp. Đây, nó chỉ bằng cỡ bằng tay mình thôi. Đó. Mà mình nói cái lực quấn của nó rất là kinh khủng nha các bạn. Đây là hàng chính hãng, sử dụng cái box Android tích hợp luôn phần mềm karaoke Pro Sync cao cấp nhất hiện nay ha. Đó, đây là cái hộp và nó bao gồm công suất trong đây luôn, đánh cho loa này và cả súp luôn bạn ha, bao gồm hai cái loa này và một cái súp nữa các bạn. Đây cái súp của nó ha. Đó, hệ thống rất là tinh gọn không, được nhà sản xuất làm. Mình nói mình cảm giác mình thử con này thôi, mình sẽ thử cho các bạn ha. Mình rất là ưng ý về cái hệ thống này, và nó sẽ bao gồm luôn cho mình là hai chiếc micro nha các bạn. Đây là chiếc micro của nó ha. Đây, nó bao gồm cho mình hai chiếc micro luôn. Nói chung micro rất là chắc chắn ha các bạn ha. Mình rất là chuyên nghiệp. Đây, hát rất là nhẹ các bạn, khả năng chống hú cực kỳ cao luôn. Đó, thì cái xu hướng karaoke ngày càng nó được gọi là không nhận là chất âm hay, nhưng mà nó cần phải có một cái thiết kế thôi các bạn ha. Phải thiết kế, phải đáp ứng làm sao cái độ thẩm mỹ cho người dùng. Thì thực sự mình thấy qua cái quá trình mình phân phối, mình lắp đặt đó, thì cái yêu cầu khách hàng ngày càng cao là họ đòi hỏi cái sự tinh tế của sản phẩm. Nói chung phải làm sao cho cái không gian của họ không có phải nó bị cái loa nó chiếm diện tích nhiều quá và nó làm cho mất cái thẩm mỹ của cái nội thất của khách hàng. Thì đây là một cái sản phẩm mình đáp ứng khá tốt. Thì bây giờ mình sẽ hát thử cho các bạn ha. Đó, thì cái clip này mình sẽ hát thử để rồi cho các bạn trải nghiệm phần nào về cái âm thanh này. Thì cũng gần Tết rồi, nếu mà ai có nhu cầu để sắm cái hệ thống âm thanh này thì mình sẽ có demo nha các bạn, mình sẽ demo tận nơi cho các bạn ha, để cho các bạn xem cái chức âm của nó và cái lực quýnh nó như thế nào ha. Tiếng rất là sạch và chi tiết không, hát rất là nhẹ và khả năng chống hối cực kỳ cao luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái âm thanh đó ha.